nhiều tên trộm cướp chuyên nghiệp xa lưới. Thực hiện kế hoạch tuần tra liên quận giữa các đơn vị nghiệp vụ, lúc 19 giờ 30 ngày 15 tháng 10, tổ thám thính gồm đội 3 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát hình sự quận 3 và công an quận 10 đang trên đường tuần tra tại khu vực tuyến cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3 thì phát hiện một đối tượng có điệu dạng lấm lét, trông rất khả nghi nên tiến hành đeo bám. Đối tượng đi bộ vào bãi giữ xe của Trung tâm Yêu Thương Mại Vạn Hạnh mang số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Một lúc sau trở ra, anh ta lại ngồi tỉnh chạy trên yên xe Honda Future bác sĩ, 61-883, 18 rồi tăng ga tẩu thoát, mặc cho một số bảo vệ chạy theo phía sau truy hô cướp. Đúng thời cơ, tổ công tác lập tức truy đuổi, tóm giữ. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Trần Duy Khang 1999, ngụ quận 3, và thừa nhận hành vi móc túi tài sản của mình. Một số đối tượng phi pháp bị tóm tại trận trên đường phố. Cũng nằm trong kế hoạch trên, trước đó không lâu, tổ công tác liên quận cũng đã tóm nóng hai đối tượng Huỳnh Duy Khoa 2001, ngụ quận Bình Tân, và Lê Hoàng Tuấn Kiệt 2002, trú quận 3, về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, lúc 11 giờ 20 ngày 7 tháng 10, đang tuần tra trên tuyến đường Cách Mạng tháng 8, các anh phát hiện ba đối tượng có biểu thị nghi ngại đi trên hai xe di sơn màu đen bác sĩ 592-147. 17, xe di sơn màu trắng chưa rõ bác sĩ, nên đeo bám đến cùng. Khi đến trước số 968 đường 3 tháng 2, Y5-Y1, đúng như dự đoán, phát hiện anh Lâm Minh Trung 2000, quê Tây Ninh, đang sử dụng điện thoại di động Huawei, qua hướng dẫn xe bác sĩ 592-147. 17 áp sát vào, để kịp ngồi sau giật tài sản. Thành công, chúng tăng ga tẩu thoát. Tổ công tác lập tức truy đuổi các đối tượng qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước số 2 Lê Đại Hành, Y5-Y1 thì lực lượng đã khống chế được Khoa và Kiệt cùng tan vật, đối tượng còn lại đã thừa sơ hở tẩu thoát. Cách đó không lâu, đang trên đường ra quân, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận phát hiện hai đối tượng hướng dẫn xe cơ dây bác sĩ 59M-442. 73 chạy vận tốc cao có biểu thị nghi ngại tại giao lộ Cách Mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu. Không để cho hai đối tượng tẩu thoát, lực lượng hình sự tăng ga đuổi theo. Đến trước số 337 Nguyễn Đình Chiểu, 3, các anh đã ép được xe và khống chế đối tượng tóm lái. Tên ngồi sau chạy bộ vào hẻm 337 Nguyễn Đình Chiểu, nhưng vẫn không thoát. Tại trụ sở công an phường 5, cả hai khai tên Lê Thành Long 2004, ngụ Tân Bình, và Lê Thanh Sang 2002, trú Long An, thừa nhận đã cướp giật chiếc laptop của anh Mạc Sa Lê 1988, ngụ Phú Nhuận, khi anh này đang đứng trước số 42 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao. Không chỉ mày mò nhiều án điểm xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận 3 cũng đã phá thành công hai chuyên án cướp giật tài sản. Hai đối tượng cướp giật chuyên nghiệp Trần Văn Hoàng 1991, hai tiền án cướp giật tài sản, con nghiện, và Nguyễn Văn Tài 1992, con nghiện, cũng đã cúi đầu nhận tội tại cơ quan điều tra về hành vi của mình. Cả hai đối tượng này đã sử dụng xe máy quơ dây màu bạc bác sĩ, 60-1713 đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Một số đối tượng bị công an quận 3 tóm giữ, đưa về trụ sở điều tra làm rõ. Hàng loạt con nghiện bị phát hiện. Cũng trong thời gian ra quân tuần tra, đội cảnh sát hình sự quận 3 còn mày mò nhiều vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Sáng 15 tháng 10, đội cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng phối hợp cùng công an phường 6, 7, 8 thực thi nhiệm vụ. Khi đi ngang qua trước số 208 Lý Chính Thắng, 3, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Trọng Hữu 1985, trú quận 4, hướng dẫn xe Queener bác sĩ 592-939. 22 có biểu thị nghi ngại nên tiến hành kiểm tra. Vào thời điểm này, lực lượng công an phát hiện trong ví của Hữu có bịch ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, trong cốp xe có bộ công cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, xác định đó là ma túy nên công an quận 3 đã tạm giữ Hữu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, đối tượng này có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ.
tại giao lộ Lý Chính Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, lúc 10 giờ 30 ngày 21 tháng 9, lực lượng thám thính cũng đã phát hiện Lý Kim Hoàng 1985, ngụ quận 1, có một tiền sử cai nghiện, hướng dẫn xe cơ giới Alpha bác sĩ, 59 khai trừ 475. 62 đang tàng trữ một gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đây là ma túy mua về để sử dụng. Đối tượng bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.